Tại huyện Đức Hòa, lễ khai giảng của trường Trung học phổ thông Khẩu Nghĩa diễn ra trong sự hân hoan của tập thể giáo viên và hơn 2.500 học sinh của trường. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đã đến tham dự chúc mừng thầy và trò của trường trong ngày lễ khai giảng. Là một trong những trường dẫn đầu của tỉnh về chất lượng, hiệu quả đào tạo năm học 2023-2024, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của trường Trung học phổ thông Khẩu Nghĩa đạt trên 99%, trong đó có hơn 50% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài ra, trường cũng có nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Năm học 2024-2025, trường có 71 lớp với hơn 2.800 học sinh theo học. Với chủ đề đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương, năm học mới này, nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt của khối trung học phổ thông. Dịp này, 20 xe đạp do các đồng chí, quyền lãnh đạo trung ương, vận động báo Người Lao động Thành phố Hồ Chí Minh được trao tặng cho 20 học sinh giỏi vượt khó học giỏi, đồng thời trao tặng một chiếc xe cho em Lê Hà Thư Khoa vì có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cao nhất.